Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Thánh lễ với giới trẻ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời. Sau khi gặp các vị lãnh đạo Kitô giáo và các tôn giáo khác tại Đại học Chulalongkorn, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ hồn sắc lên trời, cách đó 4 cây số để dâng thánh lễ với giới trẻ. Thánh lễ hôm nay kính nhớ Thánh Cecilia trinh nữ tử đạo. Bài tin mừng thuật lại dụ ngôn 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ Thái Lan hãy sẵn sàng đi gặp Chúa Kitô với đức tin được đâm rễ sâu từ gia sản đức tin của cha ông họ, là niềm tin vào lời Chúa, vào sự sống, vào cái chết và phục sinh của Chúa Kitô, để họ có thể đứng vững trước khó khăn và là ngọn đèn chiếu sáng cho bạn bè và những người xung quanh họ. Bắt đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ, bài tin mừng chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta lên đường, hướng về tương lai để gặp gỡ điều đẹp nhất mà nó có thể mang đến cho chúng ta. Chúa Kitô trở lại lần sau hết trong cuộc đời chúng ta và trên thế giới. Chúng ta hãy chào đón người đến giữa chúng ta với niềm vui và tình yêu vô bờ như chỉ có người trẻ mới có thể làm. Trước khi chúng ta đi tìm người, chúng ta biết rằng người tìm kiếm chúng ta, người đến gặp gỡ chúng ta và mời gọi chúng ta kiến tạo và hoạch định một tương lai. Chúng ta hân hoan lên đường vì biết người đang chờ đợi chúng ta ở đó. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa đang trông đợi vào những người trẻ thực hiện sứ vụ của họ. Mọi người được mời gọi hướng về tương lai và tham dự vào bữa tiệc của Chúa như 10 trinh nữ trong bài tin mừng. Vấn đề là chỉ có một vài người trong số họ sẵn sàng nhận lời mời, còn số khác thì không, vì họ thiếu dầu cần thiết cho đèn của họ, là nhiên liệu nội tâm để giữ cho ngọn lửa tình yêu bừng cháy. Đức Thánh Cha giải thích, họ có động lực và rất phấn khích. Họ muốn tham gia vào bữa tiệc mà vị tôn sư đã mời. Nhưng thời gian trôi qua, họ trở nên mệt mỏi, mất năng lượng và nhiệt huyết, và họ đã đến muộn. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ Kitô hữu nào. Đức Thánh Cha nói tiếp, tràn đầy động lực và ước mơ, chúng ta nghe thấy lời mời của Chúa tham dự vào vương quốc của người và chia sẻ niềm vui của người với những người khác. Và nó thường xảy ra, như mỗi người trong các con đều biết, khi đối mặt với những vấn đề và trở ngại như đau khổ của những người thân yêu, hoặc sự bất lực mà chính chúng ta cảm thấy trước những tình huống dường như không thể thay đổi được. Sự không tin và cay đắng có thể chiếm lấy và âm thầm ngấm vào các giấc mơ của chúng ta, khiến trái tim của chúng ta trở nên lạnh lẽo, khiến chúng ta mất đi niềm vui và đến muộn. Vì thế, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi cho các bạn trẻ. Các con có muốn giữ cho ngọn lửa bùng cháy có thể soi sáng cho các con giữa những đêm đen và trước những khó khăn không? Các con có muốn chuẩn bị cho mình đáp lại lời mời gọi của Chúa không? Các con có muốn sẵn sàng làm theo ý Chúa không? Làm thế nào để có được thứ dầu giúp các con tiến bước và khuyến khích các con tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh? Đức Thánh Cha nhắc đến gia sản quý giá mà người trẻ Thái Lan được thừa hưởng từ các nhà truyền giáo, từ cha ông của họ. Nhà thờ chính tòa tuyệt đẹp này là chứng tá của đức tin vào Chúa Kitô của tổ tiên các con. Lòng trung thành được đâm rễ chắc chắn của họ đã thúc đẩy họ làm việc tốt, xây dựng một ngôi đền khác, thậm chí còn đẹp hơn, bao gồm những viên đá sống động để mang tình yêu thương xót của Thiên Chúa đến với người dân cùng thời với họ. Họ đã có thể làm điều này bởi vì họ tin chắc về điều mà ngôn sứ Hô-sê tuyên bố trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Thiên Chúa đã nói với họ bằng sự dịu dàng, người đã ôm họ với tình yêu mãnh liệt và mãi mãi. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, các bạn trẻ thân mến, để ngọn lửa của Chúa Thánh Linh không bị tắt đi, và để các con có thể giữ cho đôi mắt và trái tim của các con tỉnh thức, chúng cần phải được đâm rễ sâu từ đức tin của cha ông chúng ta, là cha mẹ, là ông bà, là giáo viên. Không phải là để chúng ta trở thành tù nhân của quá khứ, nhưng để học cách có lòng can đảm có thể giúp chúng ta ứng phó với các tình huống lịch sử mới. Cuộc đời của họ chịu đựng nhiều thử thách và nhiều đau khổ, nhưng trên đường đi họ đã khám phá ra bí mật của một trái tim hạnh phúc, là sự an toàn mà chúng ta tìm thấy khi chúng ta neo đậu, đâm rễ nơi Chúa Kitô, trong sự sống của Người, trong lời nói của Người, trong sự chết và sự phục sinh của Người. Nhắc lại tông huấn về người trẻ, Chúa Kitô hằng sống, Đức Thánh Cha nói đến những cây non, vươn cao, đầy hy vọng. Nhưng sau một cơn bão, chúng bị gãy đổ, không còn sự sống, bởi vì chúng có ít rễ. Các nhánh của chúng vươn rộng mà không ăn rễ sâu xuống đất.
và vì vậy chúng bị khuất phục trước sự tấn công của thiên nhiên. Ngài chia sẻ, đây là lý do tại sao cha đau lòng khi thấy một số người đề nghị với những người trẻ xây dựng một tương lai không có cội rễ, như thể thế giới bắt đầu từ lúc này. Bởi vì người ta không thể nào phát triển nếu không có những gốc rễ mạnh mẽ giúp nó đứng vững và bám chặt vào đất. Thật dễ dàng bị cuốn trôi khi không có gì để bám vào, để giữ chặt. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu không ý thức mạnh mẽ về sự đâm rễ sâu này, chúng ta có thể bị những tiếng nói của thế giới này cuốn đi. Nhiều thứ có vẻ bề ngoài hấp dẫn và thú vị, nhưng về lâu về dài, chúng sẽ chỉ khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi, cô đơn và bất mãn, và dần dần dập tắt tia sáng của cuộc sống mà Chúa từng thắp lên trong trái tim mỗi người trong chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy duy trì niềm vui sinh động và đừng sợ hãi nhìn về tương lai cách tự tin. Được đâm rễ sâu trong Chúa Kitô, các con hãy nhìn tất cả mọi thứ với niềm vui và sự tự tin khi biết rằng Chúa tìm kiếm, gặp gỡ chúng ta và vô cùng yêu thương chúng ta. Tình bạn được vun đắp với Chúa Giêsu là dầu cần thiết để thắp sáng con đường của các con và cả hành trình của những người xung quanh, bạn bè và hàng xóm, bạn học và đồng nghiệp, kể cả những người không cùng suy nghĩ như các con. Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy đi gặp Chúa Kitô vì người đang đến. Đừng sợ tương lai hoặc để các con bị đe dọa. Thay vào đó, hãy biết rằng Chúa đang chờ đợi các con ở đó để chuẩn bị và cử hành bữa tiệc trong vương quốc của người.